chẹp luôn rồi. Holy shit. Ôi luôn rồi. What the hell. Rồi rồi rồi. Wow. Wow, đã quá, mát quá, quay cầu đẹp quá các bạn ơi. Wow, cái cầu treo đẹp quá. Wow. Đó, bạn sự khó khăn chứ bộ. Ai còn muốn đi làm YouTuber nữa không? Đủ can đảm lên đường không? I love it. Đang dừng lại để mua bia rồi đó. Mọi người là ngồi trong xe để mà đi hết. Chiếc xe này sẽ chạy 2 tiếng đồng hồ, chạy vào sát trong gần rừng Amazon. Lúc đó mới có một cái ghe để mà chở mọi người vào trong rừng Amazon sâu hơn nữa, chạy dọc theo Amazon, cái sông Amazon nha các bạn. Các bạn nhìn đó, thực phẩm mua này đó. Trời mưa vậy đó mà hai ông này sẽ ngồi đằng sau này, mưa tầm tã. Các bạn nhìn thực phẩm đã mua rồi nè. Đó, có thể thấy dưa hấu này kia nọ, với lại cái này đó mà hành này. Hành lớn kia các bạn. Với lại trái dứa, trái thơm rồi. Cái này giống như là trái đu đủ các bạn. Đó, xăng dầu nè. Đó, hành lý chết kìa. Mà 2 tiếng đồng hồ chạy vô trong rừng Amazon, sát vô trong rừng Amazon mà nghĩ sao tất cả mọi người ngồi trong buồng lái mà hai ông này cũng ngồi, ông cứ bám ngồi vậy đó. Chơi mưa luôn, mưa gió thì chơi hết. Cái sức đề kháng họ khỏe ghê các bạn. Hai anh em mua thêm mấy thùng bia các bạn, để tối nay vào trong đó vui với lại anh em người thổ dân trọng. Rồi đó. Làm mấy thùng bia của Ecuador. Không say không về. Với lại vô đó nhiều khi mình chưa quen các bạn, mình ngủ không được á, thì cái thứ này sẽ giúp mình chìm vào giấc ngủ nhanh hơn. Tuyệt vời. Để mình len qua anh kia. Các bạn coi đó, thực phẩm mà họ mua và để nấu cho hai anh em ăn đó. Tất cả là phải mua từ ngoài đất liền đi vào các bạn à. Tại vì trong đó họ có cái gì họ ăn nấy, nhiều khi khách du lịch người ta không ăn được á. Đó, cho nên họ mua dưa hấu nè, đu đủ nè, cái này giống như dưa gan đó các bạn. Ở kia là cái củ cải đỏ đó. Đây là hành các bạn, sao mà hành nó bự dữ vậy trời, cái lá hành. Với này mấy trái thơm. Ở trong này đó các bạn, họ chất trong này rất là nhiều nữa, cả dầu này nọ đó, dầu để mà lái ghe đó. Ở trong này cũng chất đầy trong này luôn. Họ tính toán rồi, chắc là đủ sống trong vòng 10 ngày các bạn. Nguyên một đám người đẩy, tất cả mọi người đều đẩy, xe này lao xuống dốc luôn, vô số luôn. Xe tự nhiên đang ngừng đi vô mua bia thôi, hết pin các bạn.
Trời ơi là trời. Thôi xong, đó bây giờ xuống kia ra đường nhìn có ai không, để xe này còn có chỗ dốc này á, lao nốt cái chỗ này xong rồi vô số. Hy vọng mà nổ máy được. Cố lên. Tiêu rồi. Chết cha, xe này mà vô đường Amazon là nằm trong chết luôn. Rồi xong rồi, thua rồi. Cục pin chết rồi, cục ăn quy chết rồi. Xong. No, it's not working. Bánh xác rồi. Thôi mà hư trong đây, thành phố còn sửa được, vô trong rừng kia mà hư là thôi thua các bạn ơi, đói. Rồi xong. Thôi, bây giờ phải thử các bạn. Tất cả mọi người đều ăn sau nè. Mọi người một tay một tay một chân nè. Hậu chưa? 1, 2, 3. Cố lên. Vô số đi, vô số đi. Now. Shit, no. Cố lên nữa. Oh, shit, không được. Lần nữa. Vô. Rồi, thua. No, thua. Thôi thua rồi. Vô rừng kiểu này chết rồi. Mới bắt đầu hành trình chuyến đi mà đã xảy ra chuyện gì rồi. Bó tay, thấy không? Từng bước đi, từng mọi chuyện xảy ra như nào mình lưu lại hết cho các bạn hết, thấy không? Để các bạn biết cái cuộc hành trình nó không phải đơn giản gì. Tất nhiên cũng có thể khi các bạn đi sẽ không xảy ra, nhưng mà tất cả những gì xảy ra của mình các bạn sẽ đều biết hết ha. Trên cái chuyến hành trình Amazon. Quan sát. Tình hình nó thông báo với các bạn là sau khi xe bị hư xong họ có một chiếc một à, đó, ngồi nguyên đám luôn. Kéo dài từ đây qua. Bỏ tay luôn. Thôi sợ sợ đi sao luôn. Có một chiếc một đi vô rừng à. Đó, ngồi cười. What are you gonna do now? Đó, nguyên vậy luôn. Ngồi cười các bạn, thua luôn. Bây giờ phải kiếm một cái bình khác rồi đó để mà đấu vô đây. Bây giờ chạy đi mua hoặc là nhờ người ta đem tới đấu vô để cho cái này chăm sóc á, để cho nó nổ lên coi có được hay không. Mà hy vọng là chạy từ đây vô đó nó này nạp ngược vô cái bình chứ vô đó mà nó ỉa chạy giống là tôi thua đó. Đám người này là ngủ luôn các bạn. Đây là những kỷ niệm đẹp trên bước đường trải nghiệm các bạn hả? Đó. Chủ nhân người ta bất lực cho nó như mình. Trời ơi, từ từ giật cái kiểu đó banh xác. Cuối cùng cũng gọi được một xe tới lôi về để coi nó bị cái gì nữa các bạn. Trời ơi, không nói ai nói cái xe cái sợi dây mà nối dài dữ vậy. Đó giật nè. Cố lên. Đem về xưởng có bị cái gì các bạn. Thì là chắc chở. Bây giờ cũng khá bắt đầu, trời bắt đầu chuyển tối rồi, hy vọng là sửa thật nhanh để còn đi vào trong Amazon. Đó, lối đi, come on. Đường thương đau đầy ải nhân gian, ai chưa qua chưa phải là. Úi, đứt rồi, banh rồi, xong. Đứt rồi các bạn. Ông kia lôi ra mà đứt đôi rồi. Thôi chết rồi. Cố gắng để vào rừng, nếu mà không vào được có thể tối nay phải ngủ ở đây lại để sửa xe. Họ có một chiếc mồ các bạn ơi. Ây giờ xui tận mạng mà. Cái sợi dây xích này đâu phải để kéo được đâu. Giật một cái là nó banh ra hả? Nó có sợi đặc biệt. Các bạn có nhận không? Các bạn nhìn họ nói kiểu này sao giật được cái kéo được cái xe đi. Bó tay với họ cái này nó yếu siêu quá. Cái này chỉ giữ cái lều ấy được. Đang rất cố gắng các bạn. Có cố gắng nhưng mà không đáng kể. Đứng hết luôn. Cố lên. Thôi họ phải chạy đi kiếm cái bình đó, ắc quy mới rồi cái gì đó các bạn. Chứ xe kia kéo nãy giờ để chơi thử nổ máy mà không được, nằm đống luôn. Không có nghĩ đến cách xử lý đâu các bạn. Đó là họ liên hệ và họ kiếm một cái xe khác. Đó, bây giờ đem toàn bộ thực phẩm đồ đạc mà họ mua chuyển qua đây. Đó, nhân tiện chúng ta nhìn coi là họ mua những cái gì đó các bạn. Trái cây, rau củ. Đó. Cái này mấy thùng bia anh em mình mua đó. Để lát hồi tối nay vô nhậu. Dầu ăn nè các bạn. Thấy dầu ăn nè các bạn, có thể gạo nè, những cái bịch gạo nè. Ha, đồ ăn. Bia, kia là dầu nhớt. Kia là rau củ. Coi họ còn mua cái gì nữa nè. Tại hai anh em mình đưa cho chị gái kia là 1.000 đô đó các bạn. Để chị đi mua sắm những thứ cần thiết đi vào trong rừng đó, để ở trong đó. Để mà trải nghiệm toàn bộ cuộc sống của họ trong đó. Từ 7 tới 10 ngày thì họ thì chị đi mua. Đó. Có xe mới ơi. Lên đường. Để thêm túi gạo nữa các bạn. Cái gạo của họ hơi vàng vàng chứ không có được gạo trắng như kiểu gạo Thái hay gạo Việt mình ha.
gạo nàng hương này kia, ông thọ của mình trắng trẻo hơn á, đây nó hơi vàng vàng nâu nâu đó. Hành lý của họ đang được chuyển qua cái vali của mình, cái banh tà lông rồi các bạn. Không hiểu họ quăng quật hàng không, họ quăng cái kiểu gì rất tươi luôn hết, kiểu này về quăng luôn. Mua khá là nhiều gạo các bạn, các loại bột nêm nữa. Đây là những cái dạng như là thùng mì, thùng này kia. Wow. Đó, Nestle giống như kiểu là mì tôm cái gì đó các bạn ha. Wow. Đủ đồ chiến đấu trong 10 ngày rồi. Cũng đổi được cái chiếc xe khác các bạn, chiếc xe còn bự hơn, nó còn ngon hơn nữa. Đó, lên đường nè. Các bạn biết là ở những cái nước Nam Mỹ đó, những cái chiếc xe truck như này đó, người ta vận chuyển người hàng hóa này kia nọ, ngồi đằng sau này cảnh sát không có nói gì hết nha, thoải mái. Cứ ngồi sau ngồi. Miễn sao mày đừng có cắm đầu xuống đường chết được rồi. Người ta không quan tâm nha, không bị phạt luôn, không ai nói hết. Thậm chí bị kẹt cái trẻ em phụ nữ mày cứ thoải mái đằng sau này thôi. Wow, xe này ngon nè, xe này ngon chiếc trước nữa. Yeah. Can I say hi to my audience? Beautiful. Tuyệt vời các bạn. Cái ở bên Mỹ mà ngồi như vậy không mà đóng phạt á, tôi bằng lái thu luôn ở chứ đó mà giỡn mà. Qua bên đây cũng nhận tự do ha. Vậy nước nào tự do hơn hả các bạn? Sau cái cơn mưa xong thì khí hậu rất là trong lành các bạn. Nhưng mà có một chút xíu lạnh. Tại mình mặc áo cộc tay á mà ngồi trên này gió nó quất như này nè. Wow. Cái xe này sẽ chạy 2 tiếng đồng hồ để mà vô trong sát trong cái chỗ mà mình có thuyền để mà đi vào đường Amazon các bạn. Mà anh này anh cứ ngồi như vậy suốt 2 tiếng nha. Mình chỉ quay chút xíu thôi là mình kêu mình đổi cho anh kia ra chứ mình ngồi đây 2 tiếng là mình banh xác. Wow, đã phóng rồi. Rồi. Và có biết có nhớ là có khách du lịch đằng sau không vậy trời, tưởng dân bản địa. Wow, mát quá, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Đó, phải ngồi canh thiệt kỹ à. Anh này cũng ngồi giống như anh đang neo buồm đó các bạn. Dạ mang đi chứ. Kinh khủng. Gần 2 tiếng đồng hồ đường xá như vậy đó các bạn. Mà hai anh bạn đằng sau này cứ bám cứng như vậy đó. Mặt nắng mưa, mặt đường xá ra sao phụ ổn thiệt luôn á. Cái đoạn vào trong sát đường Amazon này thì đúng là cái đường xá nó hơi tệ hơn xíu. Wow, kinh khủng, kinh khủng. Sắp vô tới nơi các bạn ơi. Đây là đang đi cái mình vô cái nơi mà đậu cái thuyền nha các bạn, đậu cái không phải cái thuyền mà giống như là cái nó gọi giống như vỏ lãi của Việt Nam mình thôi. Nó bự vỏ lãi nha. Bạn có thể đi sâu vào trong dọc sông Amazon, đi vào trong rừng Amazon nó đi sâu vào trong á. Rồi mình nói mà bập luôn. Ây da, đến nơi rồi các bạn ơi. Ây da. Đây đến một cái bến thuyền nè, để chúng ta chuyển toàn bộ cái này xuống dưới cái vỏ lãi dưới này nè. À, mình cho các bạn coi cái vỏ đó. Đây là một dạng gọi là vỏ lãi lớn rồi đúng không? Đó, bây giờ mới đem toàn bộ hành lý xuống dưới. Họ chuẩn bị sẵn xăng dầu các bạn không? Những cái bình xăng bình dầu đó lớn rất là lớn để mà đi vào trong kia. Đó, đi dọc cái này chạy dọc sông Amazon à. Thôi. Đó, cái chân đạp lọt chân đấy một cái hết một nội. Đó, sẽ chuyển đồ xuống các bạn. Bây giờ sẽ đem hành lý mọi thứ xuống. Cố gắng không được quên được cái gì hết. Đó, bây giờ là phải đeo tất cả những cái đồ của mình. Tất cả những đồ của mình là phải đeo hết, lấy hết, bám hết lên người. Họ đang đây là những cái thực phẩm mà sẽ hai anh em cùng với nhóm của hai anh em sẽ sống trong đó nè các bạn, một tuần nè. Đó, mấy thùng bia nè, bia của mình nè. Họ mình xách hành lý xuống dưới đây nha. Để phụ họ chứ ai làm vậy kỳ quá. Wow, nhìn máy móc người ta. Trời ơi. Các bạn thấy cái máy xịn đúng chưa một hả? Trời ơi, sao có cái thuyền anh đi. Cái thuyền kia nó tạt nước ra là sao? Bình thường. Lũng hả? Chơi giời kì anh. Ủa sao nhiều bia bia của họ hả? Cái thùng kia nó bị rách rồi phải bỏ vô bình. Ồ, ok. Wow, có bia được rồi.
trước mắt các bạn là một chiến binh của gọi là một cái dòng thổ dân ở trong Amazon đó các bạn. Guarani đó các bạn, rất là nổi tiếng ở trên YouTube với lại TikTok luôn. Bao nhiêu là YouTube với lại TikToker là đều tới tay ổng dẫn trong ấy hết. Tuyệt vời. Nice. Đó, người nổi tiếng. Tuyệt vời các bạn. Đó, toàn bộ tất cả mọi người đây sẽ cùng vào luôn với chúng ta trong đó các bạn. Đó, càng đông càng vui. Ở dưới này mọi người thấy là có hai thuyền không? Có hai thuyền ở phía dưới này không? Thì một thuyền là của một cái nhóm người khác các bạn. Họ sẽ đi một gia đình của họ riêng. Còn cái thuyền lớn kia là thuộc của mình đó. Bây giờ đang chuyển đồ xuống dưới. Mà khi chúng ta đi vào đây, đi vào sâu trong này mà thăm cái bộ lạc sâu trong Amazon này. Cái bộ lạc này tên là Guarani các bạn nha. Bây giờ họ đang còn sống ở trong đó. Cũng có phụ nữ, trẻ em và những chiến binh hẳn hoi luôn. Hàng ngày họ đi săn, đi săn này kia nọ. Tất nhiên họ có liên quan tới cuộc sống hiện đại. Mình sẽ nói rõ về cái đó sau. Cái quan trọng là mình vào xem họ sống ở trong sâu trong rừng Amazon như thế nào. Cái đó là những điều tuyệt vời nhất của những trải nghiệm này. À, chúng ta hòa mình vào để coi là họ chuyển đồ như thế nào nha. Như các bạn nhìn thấy nè. Đó, ở trên này đang chuyển đồ đó. Đang chuyển vali của Andy xuống nè. Đó, cái thuyền lớn đó mình sẽ đi đó các bạn. Trên đó có hai cái ghế gỗ các bạn thấy không? Hai cái ghế gỗ đó, đó họ khi đi họ sẽ quay về hướng phía trước ha. Sau là ngồi đó, gió sẽ tạt một mặt liên tục như vậy đó. Trong vòng khoảng cỡ 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng họ nói là ngày hôm nay đêm tối xuống như thế này là không kịp để vào rừng Amazon các bạn nha. Không thể kịp, nó rất là tối luôn. Cho nên khả năng cao là sẽ chạy khoảng 2 tiếng. Hai chưa đuôi. Khả năng cao chạy khoảng 2 tiếng sau đó phải dừng lại và dựng lều giữa rừng để mà qua đêm đó các bạn. Ồ, cái vali của mình banh talon rồi. Đó, hàng không có ném sao cái góc kia bị xé banh ra luôn rồi. Thôi, sau chuyến này về là cho nó nghỉ hưu các bạn hả? Wow. Oh yeah, I'll put in there. Right here. Alright, thank you. Các bạn chờ xíu nha, mình cho cái này của mình vào trong cái túi ni lông để lỡ có mưa gió gì. I can put in there for you. Đó. Tại vì cái chuyện mà đang đi giữa đường mà có một cơn mưa nhiệt đới mà các bạn, mưa bất chợt xuống rất là nhiều, rất là nhanh. Alright, cool. I can hold it. Thank you. Những cái đồ nặng thì họ truyền tay nhau, những cái đồ nhẹ này thì đứng họ quăng luôn các bạn, họ ném bên kia đỡ luôn. Wow, không ngờ cái đoàn của mình mà sau khi đem toàn bộ cái xe truck xuống với lại đồ hành lý này kia rộng mọi người xuống mà nó gần kính luôn các bạn. Không ngờ nhiều đồ như vậy không, nãy mình không có tưởng tượng được. Andy. Wow, đã, ta đang quăng. Đó, cái ba lô của mình đó các bạn, đừng quăng xuống nước nha các bạn. Cố lên. Yeah. Andy, how you get there? Is that in water? No, just we're gonna go to the... Oh, straight here? Oh, okay, okay. We try to step in there and try to go there. Oh, nice, okay. Mình đang không hiểu là tại sao mình có thể bước qua cái đống nước này để mà lên xuống đó, không lẽ là chầm mình luôn. Nhưng mà ông nói là dưới này, dưới cái lập này các bạn, dưới cái lập dưới này có một cái đường đi nhỏ đi nữa mà mình không biết, cái dân thổ địa. À, ok, nó còn xuống đó. Rồi, gia đình kia xong rồi họ lên đường. Các bạn thấy không? Với cái thời đại bây giờ mình đầy đủ mọi thứ, không thiếu một cái gì hết. Khoa học kỹ thuật cũng như là xe cộ mọi thứ. Đó, mình đi vào thăm họ thôi mà đã đủ thứ khó khăn. 47-49 cái khó khăn như vậy. Thì tự hỏi người dân họ sống ở trong đó mà mỗi lần họ cần cái đồ đặc biệt ngoài thành phố này họ mua vào như thế nào nữa. Ha? Quá khổ. Nhưng mà cũng thú vị mà ha. Trải nghiệm này quá hay, mình quá thích luôn. Lưu lại trong đời. Quăng đi, 1, 2, 3, go. Chở đi, 1, 2, 3, yeah. Nói hai anh em mình leo xuống nữa mà làm cả một vấn đề với dẫn mặt thôi. Ok, xuống nha. Phải xuống nữa các bạn à. Ok. Em đi. Ok, cái chỗ kia là chỗ phải nhảy xuống rồi chứ sao xuống được, coi bả xuống chỗ gì. Ủa, hay quá, chết cha, mình còn có. Dạ, don't worry. Ok, đừng có lộn cổ được rồi. Hey, be careful, eh. Ok, don't worry.
Wait. Chill. Ok. Ah, yeah. Rồi, land được xuống đây rồi. Ok. So, we're gonna go there? Yeah, please you, I help you. Ok. Từ, bước ra. Anh sẽ giữ cái tay cho mình bước qua cái. Oh, shit. Man. Ok, 1, 2, 3. Okay. Alright, thank you. Oh, I got it. Woo. Đó. Nó có một cái miếng, miếng này em để các bạn. Hey. Andy, Andy. Cố lên, cố lên, come on, man. No, take this. Yeah, yeah. Okay. Okay. Cố lên. Đó. Hai anh em mình nếu mà so với họ là hai anh em mình là gà công nghiệp, man. Họ quá là ngầu rồi. Gracias. How do you say thank you in Guarani? Nang Guaripopa. Ui. Nang Guaripopa. Guaripopa. Đây có lẽ là cái cách duy nhất và độc đạo duy nhất để có thể đi vào trong cái bản làng của họ đó các bạn nha. Đã đi Amazon mà muốn vào thăm người thổ dân thì đây là cách duy nhất. Phải đi qua cái này. Thôi. Rồi, chuẩn bị lên đường. Hey, you're not going. Cậu bé đợi theo nhỏ. Trời, đồ đạc chất chứa toàn bộ lên kính mít ở trên kia luôn. Các bạn ngồi nhìn đằng sau nè. Ôi, kính mít luôn. Ngồi đằng sau kia là bám cứng luôn á. Wow, ê, hay chứ đường. Ok, máy nổ lên rồi, chuẩn bị lên đường các bạn ơi. Wow. Trời, hai anh bạn kia ngồi chỉ ngồi ngay đầu mũi thuyền. Ô, tuyệt vời. Let's go. Trời ơi, nó lướt đầm ghê chứ, êm ghê. Trời ơi, tuyệt vời, không khí. Wow, bây giờ nó mới đi ra cái cửa sâu nữa mà mới chuẩn bị thoát ra ngoài thôi. Khi mà thoát hẳn ra bên ngoài rồi, lúc đó mới phóng nhà, lúc đó mới là với cái đó mới là thể thức một nha. Wow, các bạn nhìn xung quanh nè. Các bạn nghe cái tiếng ve kêu không? Go down. Are you going to come back? Are you gonna go to see that this wild, the wild, wild river? Hmm. Okay. Amazing. Yeah, tăng tốc rồi. Không khí rất là trong lành nha các bạn. Cực kỳ là trong lành luôn. Wow. Chúng ta cùng hòa mình vào thiên nhiên nha các bạn nha. Đứng bụi im đi. Mày làm loãng không khí á. Ok. Now we come to the left side in a wow, corner. Wow, mọi thấy mới thấy cái sự tĩnh lặng và tâm hồn như nào các bạn. Tiếng chim, tiếng ve kêu. Nhưng mới đang rất là gần cái chỗ ngoài con người hiện đại bình thường các bạn. Phải vào sâu nữa thì mới nhìn thấy được nhiều thú quý hiếm nữa, đẹp nữa. Anh hướng dẫn viên anh đang kêu gọi chim về đó các bạn. Để cho mình ngắm. Có những cái cây trắng đường các bạn. Hai anh bạn đằng trước đang làm quả tiêu đó, đang chỉ đi hướng nào để thoát qua cái cây chặn đường nó đi ra ngoài. Đó, anh dùng cái mái chèo để anh chỉnh. Yeah. Để chống cái đầu cho nó đỡ đâm vô. Đừng có tông vô cho giống Titanic được. Chỉnh. Ủa, nó đâm một cái bên rồi. Wow. Rồi, cố lên, sắp qua rồi. Wow. Ý, dính rồi. Vướng gầm rồi. Ồ, nguyên cái cây kia. Ồ, phải gạt nó qua. Cố lên, qua cái chỗ cây này là bên kia thoáng rồi. Ủa, mà né, nó bật vô mặt không em? Nó bị cái thân thuyền bể cong á. Ok, good rồi. Ừ.
Rồi, ok đây các bạn, tăng tốc được rồi. Quá đẹp. Phải ra ngoài sông lớn rồi, cái khúc này đang là cái khúc rẻ thôi. Rồi, thời tiết nó mát gì đâu. Nó có hơi, nó hơi lủng sao các bạn, cứ chạy một hồi là anh chiến binh của Guarani là lại lấy nước lấy đồ múc ra ngoài. Nhìn có lỗ nhỏ hay sao? Không sao, chuyện nhỏ. Họ cứ lâu lâu anh hướng dẫn đi, anh lại chỉ ê con khỉ đầu vàng kìa, ê con chim ấy kìa, mày có nhìn thấy không, cánh đỏ kìa. Nhưng mà thực ra tới lúc mình phát hiện ra được thì gần như là không quay được rồi. Đó. Ở đây là có cái ống kính đã. Dạ, ống nhòm, ống nhòm hả? Đó, anh đi có cái ống nhòm mà. Rồi, giống ở đây nha, giống đi mấy người đi thám hiểm mà, nhà thám hiểm rồi. Anh chiến binh đừng nói chuyện nữa, tập trung hút cho anh ơi. Anh đi vào đó đi. Đó đó đó. Đó. Yeah, this is thermite. Thermite. Cái tổ mối khổng lồ màu đen khui nhỏ bự chà bá trên kia, không biết các bạn có nhìn thấy kịp không? Anh giới thiệu. Lừng thì tự nhiên là có tổ mối thì khủng khiếp rồi các bạn. Tàu có vẻ như là nước ơi, nào đấy. Anh đi đừng có hỏi ảnh, để anh tập trung anh múc nước đi. Chứ cái việc này nghiêm trọng. Đó. Giỡn thôi, đẹp. Ôi. Yeah. It's Amazon kingfisher. Trong lần dễ sợ. This is a kingfisher bird. Diving bird, they catch the fish. Cái chim đó chim gì mà nó ăn chim bói cá các bạn. Cái hệ sinh thái của Amazon thì không cần phải nói đúng không các bạn. Đây gần con người mà nó còn như vậy. Vào sâu trong kia thì còn đỉnh cỡ nào nữa. Quá tuyệt vời. Trời, cái không khí nó mát, nó hòa già mát quá, mát trong lành kinh khủng. Tuyệt vời. Bia mua để vô kia quốc rồi, anh ngồi anh quốc luôn rồi. Mọi người chịu không nổi, ai cũng đòi á. Wow. Nhưng mà không có lạnh, cái mặt nó chưa được ướp lạnh. Nhưng mà không khí này thì cũng ok. Trời ơi, tuyệt vời. Tạm thời chưa đi ra ngoài chỗ cái vùng sông lớn á, chưa ra ngoài cái đoạn thẳng mà để mà phóng mà gọi là cao tốc á. Cho nên cảm giác ở đây vẫn có giống như kiểu là miền Tây sông nước mình đúng không bạn, đúng không? Nó hơi đục ngồi như này đó. Xong rồi những cái này là ghe lớn các bạn, cái này gọi là ghe hả? Mình nói sai các bạn thông cảm nha. Tại mình nhớ rõ lại nó nhỏ cái này. Mà nó chạy nhanh, nó phóng kinh khủng đó đúng không? Cái này giống như ghe hả? Xuồng. Ghe. Anh chiến binh anh lấy lon bia rồi. Salute. Mấy người dưới mấy anh thanh niên dưới đua thuyền nói là ủ bia đó tối nay mà. Nhưng mà mấy ông lớn này ông quốc luôn rồi. Chưa sức khỏe. After me, Bikimba. Bikimba. Yeah, bottom up. Here, salute. That's Guarani. Yeah. Yeah, that's Guarani. Yeah. Bikimba, Mr. Pajarito, salute. Bikimba. Fancy, Bikimba. Bikimba. Rồi. Cheers. Quá ngon. No, Bikimba. No, yeah, cùng. Rồi, thoải mái còn bia. Trời ơi. Tối nay quậy tới luôn. Quậy ơi, thôi rồi. Rồi. Không ngờ. Quá tuyệt vời. Mới đây. Later. Mới đây đang ở mấy cái nước Nam Mỹ nhỏ bên kia. Đùng cái đang ngồi giữa dòng sông Amazon này rồi. Nhiều lúc đang đi các bạn phải hạ tốc độ xuống, tại vì có những cái lóc gỗ rất là lớn các bạn, nó trôi nổi lùm bùm đây nè, tàu nó có hút vô bùm. Anh đằng trước phải là ngồi là hoa tiêu, phải là để ý thấy là phải lách qua, nói liền phải lách liền. Những cái lóc gỗ rất là lớn các bạn, nó thò trên cái mặt nước, chỉ thấy bằng tay thôi. Thực ra nguyên cái thân nó khổng lồ, nó chìm dưới nước không ai nhìn thấy đâu, nó rất là lớn. Mà có một cái điều hay nha, tới bây giờ mình chưa thấy muỗi cắn mình nha. Bị chưa? Không. Nó hồi nãy là bị lấy bị giữ. Ngày hôm nay không thấy muỗi. Tại sao chưa bị con muỗi nào cắn nha các bạn nha. Thấy luôn. Thì đó, đi tới đâu xảy ra cái gì ra làm sao mình sẽ report hết lại cho các bạn ha.
để chúng ta biết lỡ có cơ hội luôn. Chúng ta tới đây một cái là chúng ta gọi là ngon lành ha. Ôi tao biết hết rồi, tao biết hết rồi. Ok. Mũi chưa cắn. Ủa sao tự nhiên lại bẹt vậy? Dầu đầy hết mà. Đó, các bạn nhìn bên kia nè, các bạn nhìn những cái lốc gỗ nó thò lên không? Đó, những cái đầu gỗ nó nhỏ nhỏ vậy thôi nha. Nhưng mà cái thân dưới nó rất là lớn, cho nên cái thuyền đụng vô một cái là bạc 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 bạc. Con rùa, các bạn có nhìn thấy con rùa không? Oh, nice. Đó, nhiều khi anh chỉ mình quay cái mặt quá thì kịp. Quay camera quá thì sẽ không kịp. Hy vọng các bạn có thể nhìn thấy. Đó, có mấy cái lốc gỗ bạn nhìn thấy không? Nó trôi nổi khắp nơi nha. Nó trôi từ thượng nguồn, hạ nguồn, nó cứ trôi lang bang vậy đó. Ông nào phóng thuyền nhanh quá mà không biết cái chỗ dừng á, không phải thổ địa, cứ phóng á. Dễ hốt lắm. Đó, các bạn thấy anh trước anh chưa tay, anh chỉ gọi gọi trước, nghĩa là phóng tới, thoải mái, không có gì. Qua tiêu á. Nó qua tiêu á. Hít mấy cái luồng không khí vô phổi. It's perfect. Sau này quay trở về thành phố. Perfect weather. Wow. Everything is very không good. Thể nào có được những cái hơi thở như thế này. Yeah. You know, I got to see a little bit of rain. Quá. Cái lốc gỗ này lớn khủng khiếp các bạn nè. Wow. Tuôn vô đây một phát là chỉ có đó. Ăn đủ luôn. Khủng khiếp. Đó, thấy chưa? Quả tiêu cái gì quất vô cành cây rồi. Nguyên cái thuyền nó rung luôn à. Nguyên cái ghe rung luôn. Mấy cái đó đâu có thấy rồi thấy không? Không thấy. Ừ. Thân nó chìm ở dưới nước đục ngầu mà không thấy. Thân lớn. Cái lốc gỗ nó rất là lớn các bạn, mình tưởng tượng cái thân nó rất là lớn luôn, nó được ngâm nước mà hết năm này qua năm nọ nằm ở rừng Amazon như này. Những cái gỗ đó có quý không các bạn? Mình không biết nhiều về gỗ lắm đâu các bạn, biết các bạn comment dưới cho mình coi nha. Gỗ mà ngâm trong nước như vậy à, bao nhiêu năm cũng biết nữa. Nó cứ nổi trôi nổi như vậy lên thượng nguồn hạ nguồn vậy á. Và những cái thớ gỗ rất là lớn nha các bạn, thân rất là lớn luôn. Đó, chính người thổ địa ở đây người ta đi xuồng mà người ta phải tránh né nó, người ta sợ quốc của nó là banh sáng. Thì những cái thứ gỗ đó có giá trị các bạn. Đây giống như là một cái trận địa có né mì nữa các bạn thấy không? Đó, tất cả những cái đầu gỗ lót này. Nổi lên bình, không phải cái nào cũng cố định nữa các bạn, cái nào nó nặng, cái cố định là những cái rất là lớn, tại thân nó lớn mà nó cắm xuống từng tầng lòng sông đó. Thì nó còn giữ cố định được. Đó, nằm mấy thằng này nè. Đó, còn mấy cái thằng mà nó nhỏ hơn xíu, nhỏ nhưng mà cái thân nó mới bằng cái thân người nha. Xong là nó không có gốc lớn ở dưới là nó nổi lên bình, nó lao trên nước vậy đó. Mới bị dính gầm rồi. Anh kia làm hoa tiêu trên chợ mà tàu dính gầm, đó, dính rồi. Holy. Giống như bãi mịn nha các bạn. Đó, thì cái đầu cây đầu kia là ảnh bên kia đọc được hết. Rồi mọi người thấy cái đầu này ghê gớm không? Cái thân nó cỡ nào nữa? Wow. Đó. Các bạn thấy phía trước nè, nổi nữa kìa. Đó, rồi dính nữa rồi. Có khi nào nó quánh vô cái chân vịt, nó gãy chân vịt không ta? Là khỏi đi luôn. Đó, cái thớ gỗ nó đi kìa. Nhìn như kiểu con trăng anaconda mà nó chạy các bạn. Cái đầu gỗ nó lướt trên nước này, ghê thiệt. Cái anh đi cùng đoàn anh nói là ở dưới nước này có cá sấu nha các bạn. Có cá sấu, cho nên là mình nói là ủa vậy sao nhìn coi trên TV, TikTok này, YouTube này kia thấy cũng nhiều người trong thổ dân trong này người ta bơi đó mà. Anh nói là đúng rồi. Ở những cái khu mà dân có người thổ dân người ta bơi ngoài đâu, ta đâu sợ đâu. Hỏi ủa tại sao không sợ nó là. Nó nhỏ lắm, nó có 2 mét hả? Nó quá trường. Cá sấu 2 mét mà nó nhỏ lắm, không có gì đâu. Hả? Con lại ba. Ghê đi chứ. 2 mét các bạn, 2 mét. Nó là nhỏ vậy thôi hả? Đâu có lớn. Mình chắc là mình phải chào tạm biệt các bạn tại đây rồi, tại vì á đi cái ghe này vô đó 2 tiếng đồng hồ rồi mà mới đi được có 1 tiếng thôi à. Ù vào mình để cây cái. Đó. Mới đi được có 1 tiếng thôi, còn 1 tiếng nữa mà sắp chuẩn bị sập tối rồi, cái camera này là quay sẽ rất là khó nhìn á, tại buổi tối nó không đủ sáng các bạn. Hẹn gặp lại các bạn video sau nha, khi vào trong kia rồi mình sẽ quay một đội máy khác nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn sau. Hẹn đi đâu chào ấy coi. Bye bye.